Sau nhật xin chào các bác, em giới thiệu các bác tiếp cái chiếc máy lọc khí Daikin mặt nguyệt, một cái con mặt nguyệt mà nó lại thiết kế cái phần này màu đen trang trí và khá là đẹp các bác này. Em để mã số 1 nhé. Đây vẫn luôn là một cái mẫu thiết kế đẹp, bán chạy, đầy đủ full tính năng, tầm tiền vừa phải. Đối với tính năng của lọc khí thì mặt nguyệt này vẫn luôn là một cái máy có tính năng đứng đầu các bạn. Vì sao thì em cũng nói rất là nhiều rồi. Đấy, trong trong phần ruột này các bác nhìn này, có hai cột lọc tĩnh điện. Ngoài màng HEPA ra nhé, thì là có hai cột lọc tĩnh điện hai bên. Bụi muốn đi vào màng HEPA này thì phải qua hai cột lọc này, nó lọc trước đã, sau đó mới đi vào đây. Đấy. Các máy khác thì thường không có hai cột lọc tĩnh điện này đâu ạ. Thì riêng có một vài cái đời của Daikin là có thôi. Để các bác lưu ý là như vậy nhé. Cái chiếc này thì màng HEPA thay mới tinh này, vẫn để nguyên ni lông này, chưa bóc. Thanh timer khử khuẩn. Cái màng này, cái cột này rút ra rất là dễ, có kéo nhẹ nó ra thôi. Trong này nó có một cái dây điện. Trên em bán cái dòng này rất là nhiều. Cái tầm tiền của nó thì với cái tầm tiền như bây giờ hiện tại em đang bán là 3,3 triệu bảo hành 1 năm các bác nhé. Thì không có cái sự lựa chọn nào nó tốt hơn được so với cái tầm tiền này đâu các bạn. Đây tin thiết kế bền vững khỏe, lành bền các bác nhé. Đấy, lành bền khỏe. Báo phần trăm độ ẩm. Trên này thì báo các cái tính năng hẹn giờ bật này, hẹn giờ tắt này. Đấy, cắt giảm ánh sáng, khóa trẻ em, eco, lọc khí nhanh, ion khử khuẩn, bù ẩm, các tốc độ lọc. Chạy rất là khỏe luôn các bạn. Bên kia này thì là bình nước bù ẩm con này, bù ẩm nhé. Trời hanh khô, nhưng mùa thu này hiện tại độ ẩm thấp thì có cho nước vào bù ẩm nhé. Màng tổ ẩm còn rất là đẹp này. Chiếc này nó phù hợp cho các bác dùng cho phòng khoảng 50 đến 55 mét vuông trở lại, 75W thôi nhé. Đấy, đời 2014. Tất cả các cái lọc khí bên Nhật này thường thì họ chỉ dùng 1 năm thôi các bạn. Khi mà cái máy nó có bám bụi bẩn hoặc là cái màng nó bẩn ấy là họ bỏ thay máy mới. Cho nên là các bác yên tâm về chất lượng của nó nhé. Em bảo hành 1 năm về máy luôn, tất cả các hạng mục. Máy thì bên Nam đấu với nắp điện 220V rồi, các bác thẳng cắm thẳng điện lưới Việt Nam là ok luôn thôi. Giá 3,3 triệu bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển. Bác nào chuyển toàn hết thì em bao ship toàn quốc nhé. Còn các bác mua sai đặt cọc trước cho em 500, nhận hàng kiểm tra đúng hàng các bác thanh toán nốt. Chào các bác.